như người đã bộc bạch, cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó. Hay tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Lòng yêu nước thương dân ấy, mong muốn ấy đã trở thành niềm động viên to lớn, truyền thêm sức mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, ủng hộ kháng chiến, tham gia kháng chiến và giành thắng lợi. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên, tiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Bài thơ chúc Tết cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1969. Cho tới trước lúc đi xa, nỗi niềm đau đáu của Bác vẫn là nghĩ cho đất nước. Điều này cũng luôn được thể hiện trong những năm tháng người giữ cương vị Chủ tịch nước. Một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng luôn giản dị, luôn gần gũi khi về với nhân dân. Đó là những ký ức đẹp với nhiều người như ông Đích. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1954, Bác đã về thăm chúng tôi trước. Bác chỉ nói là Bác hôm nay gặp các chú, để ngày mai, ngày kia thì các chú phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình là đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch về lại thủ đô. Bà Tần và ông Đích sau hơn nửa thế kỷ cũng còn nhớ như in những lời Bác dặn cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái năm 1958. Từng lời được bà ghi chép cẩn thận trong một cuốn nhật ký. Đã là cán bộ thì phải làm tận tụy cho dân, để cho cơm no, áo mặc, sung sướng. Thế thì bây giờ như thế là đúng là như thế thật đấy. Trong những bản thảo đầu tiên của di chúc gửi quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên dặn dò: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tinh thần vì nước, vì dân là bài học lớn với nhiều người đã làm việc cùng Bác nhiều năm như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đang còn trao đổi ý kiến về chuẩn bị vụ trang khởi nghĩa. Thế đang nói chuyện thì Bác bỗng Bác dừng lại. Thì Bác nói rằng: Chú Văn ạ, làm cách mạng dĩ công vi thượng, nghĩa là việc nước việc dân trên hết, không còn cá nhân. Đó là cái lời mà tôi nhớ nhất. Những điều Bác căn dặn trong di chúc cũng là định hướng và mục tiêu phát triển đất nước suốt 50 năm qua cùng với công cuộc đổi mới. Nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân mà tốc độ tăng trưởng kinh tế từ mức 4,4% trong giai đoạn 1986 đến 1990 đã tăng lên con số 7,08% vào năm ngoái. Từ một nền kinh tế nhỏ lẻ sản xuất tự cấp, tự túc, quy mô GDP đã đạt 240 tỷ đô la Mỹ. Từ cơ chế tập trung bao cấp, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu về nhiều mặt hàng xuất khẩu với giá trị xuất khẩu hơn 240 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất siêu năm ngoái đạt 6,76 tỷ đô la Mỹ. Vị thế trên trường quốc tế được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo với thu nhập bình quân đạt hơn 2.300 đô la Mỹ một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống theo chuẩn mới còn 6,72%. Làm sao có một quy mô GDP là 2.500 tỷ đô la và bình quân đầu người phải 18.000 tỷ đô la để dân chúng ta có thể tự hào là chúng ta không phải là nước thu nhập thấp. Tôi đã tính toán hết sức cụ thể những con số, những chỉ số, những cơ sở khoa học để làm việc này. Vấn đề quan trọng nhất chúng ta tổ chức thực hiện tốt, toàn dân chúng ta phải làm tốt, hưởng ứng cái chủ trương này để cái khát vọng dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, phục vụ người dân của chúng ta mạnh mẽ hơn. Cho nên phải có khát vọng, có ước mơ lớn, không chỉ của người lãnh đạo mà của người dân chúng ta, mà đó chính là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho những người điều hành đất nước.